Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Đây là vòng thi đấu thứ 13 và ngày hôm nay là ngày thi đấu thứ 2. Ngày thi đấu đầu tiên của vòng đấu 13 đã trôi qua với những kết quả phải nói là rất hấp dẫn, đều là những tỷ số 2-1, chiến thắng cho Adonis trước IGP. Đó là một điều chúng ta có thể đoán được với tỷ số là 2-1. Dù vậy thì ở trận đấu còn lại, khi mà Pháp TV hạ gục The Squid Phantom cũng với tỷ số 2-1 thì đây thực sự là một bất ngờ. Nó khiến cho bảng xếp hạng lúc này đang có những sự thay đổi. Ở vị trí dẫn đầu đương nhiên đó là Flash, không phải bàn cãi về điều này. Nhưng Adonis dù hôm qua chỉ thắng 2-1 thôi, họ vẫn đã có được khoảng cách là 2 điểm với đội tuyển xếp thứ hai là Squid Phantom, khi mà Squid đã thua chính đội tuyển Pháp TV ở vị trí thứ 6. Và bây giờ nếu như nhìn vào vị trí thứ 5 và thứ 6 thì đó là những điểm số bằng nhau đến từ Overclockers, cùng với đó sẽ là Pháp TV. Chúng ta đến với lịch thi đấu của ngày thi đấu hôm nay, ngày thi đấu thứ 2 vòng 13, Box Gaming và Team Thái Nguyên, cùng với đó thì Overclockers sẽ có cuộc đối đầu với Team Flash. Box Gaming sẽ cảm thấy rất vui sau ngày thi đấu hôm qua bởi vì những đối thủ trực tiếp của họ đó là Adonis và Swing Phantom thì đã bị những đối thủ được đánh giá thấp hơn, có những sự ngáng đường rất khó chịu. Nếu như Adonis vẫn còn có thể thắng với tỷ số 2-1 thì câu chuyện của Swing Phantom thì đáng buồn hơn rất nhiều khi họ để thua 1-2 trước đối thủ đó là Pháp TV. Đây là 5 thành viên sẽ ra quân thi đấu trong ván đấu đầu tiên dành cho Box Gaming. PS Man quay trở lại, cùng với đó là Meo Meo có ván đấu thứ hai của mình tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. 3 thành viên còn lại vẫn sẽ là Akashi, Ara và Oppa. Như vậy là Khiên cùng với Henry sẽ là những người nhường chỗ cho PS Man cùng với Meo Meo. Vâng, Meo Meo thì ở trong trận đấu lượt đi diễn ra ở vòng thi đấu thứ 3 với đối thủ là Team Thái Nguyên, Box Gaming cũng đã trình làng gương mặt này. Anh ta đã chơi cũng ở ván thi đấu thứ 2 và đó là ván thi đấu đầu tiên cũng như là duy nhất của Meo Meo. Đến ngày hôm nay, anh ta mới quay trở lại với vị trí đó là đi rừng dành cho Box Gaming thay thế cho Khiên. Một phần tôi nghĩ rằng Team Thái Nguyên là một đối thủ khá là yếu ở thời điểm hiện tại tại đấu trường danh vọng, và Box Gaming họ đưa ra gương mặt nào thì cũng hoàn toàn tự tin để có được chiến thắng mà thôi. Những phần thứ hai thì chúng ta cũng thấy rằng đó là Khiên ở trong quãng thời gian gần đây không có được phong độ thực sự là tốt. Vòng đấu gần nhất khi mà Box thất thủ trước Flash với tỷ số là 0-2, ván đấu thứ hai thực sự là một ván đấu khá thảm họa của Khiên với quân bài đó là Murat. Còn đây là 5 thành viên của TTN ở trong ngày thi đấu hôm nay. Bão, CP, Cỏ, Joy cùng với Whips sẽ là những thành viên đánh ở trong ván 1 cùng với PS Man và những người đồng đội ở bên phía Box Gaming. Không biết ngày hôm nay thì Whips có còn mang Ngộ Không ra nữa hay không, hay TTN có mang thêm một vị tướng nào thú vị ra để đối đầu với Box Gaming nữa hay không. Bởi vì ở thời điểm này thì rõ ràng là TTN cũng đã không còn bất cứ một mục tiêu nào nữa rồi. Có thể là như vậy, mục tiêu của họ bây giờ đối với khán giả chúng ta chẳng hạn, những người xem giải đấu để tìm niềm vui, tìm những sự thú vị, những sự mới mẻ, thì có lẽ Team Thái Nguyên nên nghĩ đến việc là họ mang đến những con tướng mà lâu rồi không xuất hiện trong đấu giải. Nó sẽ khiến cho những trận đấu của Team Thái Nguyên nó bớt đi cái phần nhàm chán. Bởi bây giờ chúng ta cũng thấy rằng chúng ta những bình luận viên, những người làm số liệu thì khi làm số liệu về Team Thái Nguyên không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Họ toàn thua 0-2, trận đấu nào thì cũng thua 0-2, không cần phải nghĩ nhiều về điều đó. Thì với cái đội hình của Team Thái Nguyên trong trận đấu này thì có hai sự thay đổi so với trận đấu lượt đi. Đó là trường hợp của CP xuất hiện thay Esprock và Cỏ thay cho Saru. Còn đây là key player bên phía của Box Gaming, đó là Ara với vị tướng là Hayate. Ara cũng đang là thành viên được đánh giá là nổi bật nhất của Box Gaming ở mùa giải năm nay, với việc thường xuyên sử dụng những chất tướng đó là xạ thủ AD Carry để có thể gồng gánh Box Gaming. Và Ara cũng đã làm rất tốt ở trong mùa giải này, và thứ hạng hiện tại của Box Gaming thì cũng đã chắc chắn là ở trong top 4 rồi. Bây giờ câu chuyện của họ sẽ là vươn lên những vị trí cao hơn khi mà ở trong hai vòng đấu cuối cùng, vòng này thì họ gặp TTN, còn vòng đấu cuối thì họ gặp IGP Gaming. Và nếu Box Gaming làm trọn vẹn 4-0 sau hai trận đấu thì họ sẽ có được tổng cộng là 9 điểm ở trên bảng xếp hạng, trong bối cảnh là hiện tại thì Swing Phantom mới có 7 điểm và vòng cuối thì họ còn phải gặp đó là Team Flash nữa, và Adonis Esports cũng đang có 9 điểm. Đây là key player ở bên phía của TTN, đó là Whips với vị tướng Ngộ Không, đã đem lại rất nhiều sự thú vị ở vòng đấu trước trong cuộc đối đầu với Adonis, nhưng cuối cùng thì TTN vẫn quăng game đi như thường lệ và họ vẫn chưa có được bất cứ một ván thắng nào. Nếu như Box Gaming vừa trải qua 4 ván thua liên tiếp thì TTN họ đã trải qua tới 24 ván thua liên tiếp rồi. Rõ ràng là một sự so sánh quá chênh lệch giữa Box Gaming và Team Thái Nguyên. Nói về mục đích của hai đội tuyển thì chúng ta cũng đã nói xong rồi. Box Gaming mục tiêu của họ chắc chắn thôi sẽ là 2-0 trước Team Thái Nguyên, một chiến thắng tuyệt đối. Tỷ lệ bên chọn chiến thắng tại fanpage của cao thủ Liên Quân Mobile đó là 78% cho Box Gaming và 22% cho Team Thái Nguyên. Những con số rất quen thuộc rồi. Và chúng ta cũng đến luôn với phần ban pick của trận đấu này. Box Gaming sẽ xuất quân ở bên phía đội xanh trong ván 1. Ngược lại, Team Thái Nguyên họ sẽ xuất quân bên phía đội đỏ. Lượt cấm đầu tiên mà Box Gaming đưa lên bảng cấm đó là trường hợp của Richter. Còn
Tim Thái Nguyên thì họ đã cấm đi Florentino. Lượt cấm đầu tiên không có gì quá xa lạ đến từ cả hai đội tuyển. Ở lượt cấm thứ hai thì Box Gaming cấm đi El Su, còn TTN nhiều khả năng thì họ cũng sẽ cấm đi Dasi. Như những gì mà đội đỏ hãy làm mà thôi. Không, TTN cấm Sefera chứ không phải là Dasi. Vậy Box Gaming sẽ là Veres dành cho nhiều khả năng là PS Man ở trong ván đấu đầu tiên này. Khóa rất nhanh đến từ đội tuyển Box Gaming. Khóa rất nhanh vào Veres, Box Gaming sẽ có quân bài đi đường rất mạnh ở thời điểm này. Có lẽ là mạnh chỉ sau Richter mà thôi, cũng ngang cân với cả Omen. Còn Tuyên Thánh Nguyên họ cấm đi Severa. Tôi nghĩ rằng ở trong trận đấu lượt đi thì Severa trong tay của Opa nó chính là một cái quân bài khó chịu nhất mà Tuyên Thánh Nguyên cần phải dè chừng. Do vậy ngày hôm nay họ rút ra bài học là cấm luôn Severa. Lượt đi thì Severa trong tay của Opa cũng chính là người có được điểm MVP với KDA là 5-1-14, điểm MVP 12.7. Và anh ta tạo ra rất nhiều những sự khó chịu trong tình huống giao tranh với vị tướng này, cùng với sự kết hợp với Ara, với vị tướng đó là Maja. Bây giờ thì sẽ đến hai lượt lựa chọn cho team Thái Nguyên. Họ bây giờ còn đó là Dasi. Tôi nghĩ rằng Dasi sẽ được xuất hiện thôi, và đúng là Dasi đã có, cùng với đó sẽ là Timmy. Bây giờ với việc là có nhiều xạ thủ được đưa vào trong đấu giải rồi, như là Hayate, như là Cafeni, thì việc lấy trợ thủ tốt trước, có khả năng nuôi béo được xạ thủ sẽ là ưu tiên hàng đầu của các đội tuyển mà thôi. Dễ hiểu với việc là Thái Nguyên đã lựa chọn cho mình đó là Timmy. Đối ngược lại thì Box Gaming sẽ lấy luôn đi đó là Hayate cùng với là Quillen. Với việc là Tim Thái Nguyên có được Timmy thì họ sẽ có xạ thủ là chắc chắn rồi, và Quillen sẽ là một cái hiểm họa dành cho bất kỳ xạ thủ nào ở thời điểm hiện tại. Box Gaming hai thành viên quay trở lại trong đội hình của họ ngày hôm nay, đó là nhạc trưởng PS Man cùng với đó là Mel Mel, thì đã có hai quân bài gần như là sẽ dành cho họ ở trong ván đấu này rồi. Đó là Veres dành cho PS Man và đó là Quillen dành cho Mel Mel. Còn với Hayate thì dĩ nhiên nó sẽ thuộc về Ara. Như vậy thì Box Gaming sẽ còn thiếu vào vị trí trợ thủ của Opa nữa, và họ cũng sẽ thiếu vị trí đi đường giữa, hoặc cũng có thể đẩy ra cánh với một vị pháp sư đến từ Akashi. Quay trở lại với TTN thì sau khi có được Timmy, họ đã lấy Cafeni, vị xạ thủ đang cũng là mới với đấu trường danh vọng và cũng cần nhiều hơn thời gian để cho các đội tuyển có thể làm quen cũng như là thuần thục vị tướng này để phát huy được hết sức mạnh của cô nàng xạ thủ sát thương to nhất 2019 này. TTN cấm đi The Flash, một vị tướng mà Akashi đánh rất tốt và nó cũng rất đa dạng với việc kết hợp với những con bài mà Box Gaming đang có. Còn Box Gaming họ cấm đi Ngộ Không trong tay của Whips, không muốn có bất cứ một sự bất ngờ nào, một sự hên xui nào đến từ những tình huống chí mạng trong tay của Tề Thiên Đại Thánh, trong tay của Tề Thiên Đại Thánh ở trong người của Whips như ở trong trận đấu với Adonis nữa. Ok, vậy là Ngộ Không đã được cấm đi bởi bên phía Box Gaming. Còn Tim Thái Nguyên thì họ bây giờ nhận ra là Box Gaming chưa có trợ thủ thì hướng đến lượt cấm thứ hai của mình vào Bandung. Đổi lại thì Box Gaming đã cấm đi đó là CNN. Để xem là trận này thì Tim Thái Nguyên sẽ sử dụng quân bài Cafeni như thế nào. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ ở trong tay của Whips mà thôi. Thì với việc là có được cả Timmy nữa thì Cafeni này có khả năng sẽ được di chuyển ra khu vực đường giữa farm và được sự bảo kê của Timmy, còn Tulen sẽ được đẩy ra khu vực đường rồng để có thể có được một sự đè đường tốt nhất dành cho vị tướng này. Bây giờ thì Box Gaming sẽ cần có một trợ thủ trong tay, và Anette thì vẫn chưa được lựa chọn, cùng với đó là cả Alice nữa. Tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể hướng đến một trong hai vị tướng này, hoặc là Ibanez cũng không phải là một lựa chọn tồi. Ở trong trận lượt đi thì Ibanez cũng đã xuất hiện trong đội hình của bên phía đó là Box Gaming với người sử dụng đó là Ara. Ở trong ván thi đấu này thì Box Gaming cũng hoàn toàn có thể lấy được Chona, một vị tướng là khắc chế cứng với vị tướng Dasi mà bên phía TTN đã chọn. Nhưng quyết định của họ là Mina, cùng với đó là Liliana trong tay của Akashi. Đó sẽ là Mina. Mina ở đây không biết là ý đồ của bên phía Box Gaming họ lựa chọn vị tướng này để làm gì. Khắc chế vào đó có thể là Cafeni chăng, với những tình huống kéo của Mina. Và Team Thái Nguyên họ đã lựa chọn cho mình Superman để kết thúc đi lượt lựa chọn ở trong ván đấu đầu tiên này. Đội hình hai bên đều đã được hoàn thiện với một lượng sát thương. Với những bên phía Team Thái Nguyên họ đang có sự cân bằng khá tốt với việc là có Cafeni, một xạ thủ có lượng sát thương vật lý lớn, có Tulen, một vị pháp sư ở giai đoạn đầu game cực mạnh, và cùng với đó có cả Dasi nữa, một người mà hoàn toàn có thể được đưa vào khu vực đường rừng. Và trận này chắc chắn là Dasi sẽ đi rừng rồi và sẽ có khả năng cấu rỉa máu trụ, có khả năng tạo ra một lượng sát thương phép cũng cực kỳ là lớn. Còn Box Gaming đối ngược lại thì họ đang có một đội hình tôi nghĩ rằng cũng không quá tồi đâu. Nhưng vị trí Mina thì tôi đang hơi thắc mắc một chút với việc là Opa sẽ sử dụng Mina chứ không phải là Chona. Chona tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn đây.
Tôi đang hình dung ra việc là Mina trong tay của Oppa sẽ kéo rất nhiều người của đối phương lại, sau đó thì khiêu khích để cho cái bão phi tiêu đến từ Ara có thể phát huy được hết chức năng cũng như là sát thương từ bão phi tiêu trong tay của Hayate được gây ra là tối đa. Và có lẽ đây là điều mà Box Gaming đang hướng tới với vị tướng quan trọng nhất trong đội hình của họ trong ván đấu này là Hayate trong tay của Ara. Và nên nhớ là Oppa cũng là người đã đi đầu trong phong trào sử dụng Lumbua tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 của chúng ta, và anh ta cũng đã sử dụng thành công. Vậy thì hôm nay khi mang Mina đến với trận đấu này với TTN thì tôi cũng tin tưởng và Oppa sẽ có được một trận đấu thành công nữa cùng Box Gaming ở trong ván đấu đầu tiên này đối đầu với TTN. Tôi cũng nghĩ như vậy. Oppa tôi thấy là một người chơi trợ thủ theo phong cách khá là cổ điển. Anh ta thường xuyên sử dụng những quân bài chơi giống kiểu như là kiểu BK dừa, sử dụng những quân bài theo thiên hướng bảo kê khá nhiều và cũng không phải là quá hổ báo trong tình huống băng lên của vận động viên này. Khác khá nhiều với cái cách chơi trợ thủ kiểu như là Babyface trước đây. Chúng ta sẽ đến với game đấu đầu tiên của cuộc đọ sức giữa Box Gaming và Team Thái Nguyên, những bước di chuyển đầu tiên của cả 10 vận động viên với game đấu này. Và sẽ có những tình huống mà Ara đã xả ra những cái phi tiêu của mình nhưng gần như là không trúng bất kỳ một phi tiêu nào cả. Cả hai đội rừng của cả hai bên sẽ bắt đầu phần rừng của mình từ con bùa xanh, Dashi cũng vậy, và Quillen trong tay của Mel Mel thì cũng vậy. PSman đã di chuyển lên khu vực đường trên, còn Ara sẽ không đi ở khu vực đường giữa mà sẽ đón những đợt lính có con lính cường hóa ở khu vực đường dưới này, cùng với việc sẽ đối đầu với Cafeni trong tay của Whips. Joy cũng có mặt ở đây và Oppa thì cũng vậy. Joy đang là người mất nhiều máu hơn so với Oppa khi mà Ara đang bắn rất đau. Joy đã mất đi một nửa cây máu nhưng hãy coi chừng hai thành viên này khi mà cỏ đang xuống nấp ở trong cái bụi này đã có cấp độ 2 rồi, có lôi động và lôi quang. Oppa đang thấp máu, Oppa mất đi tốc biến để có thể lùi về nhà, nhưng anh ta vẫn còn sống được mặc dù phát bắn cuối cùng của Whips cũng đã có chí mạng, nhưng nó là không đủ để có được chiến công đầu dành cho TTN. Đó là tình huống mà cỏ đã xuống kịp thời và khiến cho thế trận ở khu vực đường dưới này có sự đổi chiều. Lúc đầu chúng ta thấy rằng Ara có lượng sát thương đủ tốt để khiến cho Joy gặp rất nhiều áp lực và anh ta đã có những cái tình huống mà đã buộc phải lùi về một chút, nhưng sau đó thì khi nhận ra cái sự xuất hiện của cỏ với việc là Tulen đẩy tướng đẩy lính chắc chắn là nhanh hơn so với Liliana thì sự xuất hiện của Tulen ở khu vực đó đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Bây giờ thì Mèo Mèo đã xử lý xong phần rừng của mình, vẫn còn một con quái con nữa ở khu vực gần đường giữa nhưng anh ta quyết định là không ăn nó và đang có mặt ở khu vực đường dưới này. Ở đây thì Bão đang bị yếu máu, không biết là đã có tình huống nào đã xảy đến với Bão trước đó, có lẽ là anh ta đã dính phải cái nội tại huyết xích của PSman. PSman có lẽ là đang đè đường tốt trước Bão, mặc dù tôi cũng vừa nhìn thấy là CP, người chơi đi rừng của bên phía TTN cũng đang ở khu vực đường trên trong tình huống đó, nhưng lượng máu của Superman trong tay của Bão lại là rất thấp. PSman trong ngày quay trở lại đang có những bước khởi đầu cực kỳ thuận lợi với vị tướng Veres này. Con rồng đầu tiên đã ra ở phút thứ 2 và đây sẽ là nơi mà cả hai đội hướng tới để tranh chấp. Oppa kéo được hai người. Đây là Mel Mel băng vào những CP thấp máu đã phải lùi về, cỏ đang dọn dẹp nốt tân lính ở đường giữa và đến với những người đồng đội của mình. Dám thân lực đến từ Joy, Mel Mel đang chém Bão băng vào, Mèo Mèo còn nửa cây, cỏ băng vào và Mèo Mèo là chiến công đầu của bên phía TTN. PSman bây giờ mới xuống, Oppa cũng thấp máu rồi và Joy cũng vậy, Ara cũng không thật sự thoải mái và đó là cái lôi điểu đem về double kill dành cho cỏ, nhưng Bão bị kẹt lại ở đây. Với tốc độ của Superman thì anh ta vẫn sẽ lùi về được an toàn. 2-0 dành cho TTN. 2-0 cho TTN với màn tỏa sáng rực rỡ đó là cỏ, và đó có thể sẽ là một tình huống highlight trong tuần này với hai cái lôi điểu liên tiếp mà anh ta có được, cùng với đó là lượng lôi điện đã tích ở xung quanh người của Tulen. Tulen đang chơi rất tốt với đó là sự điều khiển của cỏ và bây giờ đang có trong tay là 1.600 tiền, số tiền nhiều nhất bên phía của Team Thái Nguyên. Họ cũng đang gia tăng lượng tiền so với Box Gaming lên thành con số là gần 800 tiền ở thời điểm này, chính xác đó là khoảng 800 tiền. Và con rồng thì đã ra và với cái ưu thế này thì đó sẽ là cơ sở để cho Team Thái Nguyên họ hướng con rồng đầu tiên, nhưng đó là tình huống mà Whis đã ngã xuống khi Mara có bão phi tiêu quá chính xác. Joy ở đây đang yếu máu rồi nhưng có thể thoát về được hay không đây, dùng giám thân lực để chạy cho nhanh và cũng đã trở về được với cái trụ của mình. Ara đã đưa lượng tiền về thế cân bằng và thậm chí bây giờ Box Gaming mới đang là những người nhỉnh hơn khoảng 100 tiền với một tình huống gần như là solo kill với người chơi xạ thủ ở bên phía đối phương. Liên tục là những tình huống chuỗi phi tiêu chính xác và sau đó thì là một pha băng vào với bão phi tiêu cực kỳ quyết đoán. PSman lần này xuống sớm hơn so với Superman và anh ta giúp cho đồng đội của mình có được con rồng và CP nằm xuống. TTN đã đánh mất đi tất cả những lợi thế mà họ có được sau hai điểm hạ gục đầu tiên mà cỏ có được ở trong ván đấu này. Thật sự là một tình huống mà CP đã chơi không tốt một chút nào cả. Oppa ở đây lại kéo trúng vào người của Joy ở phía sau thì Whis cũng đang xả sát thương. Nhưng ở đây thì Joy băng vào với dao móc Timmy. Joy đang rất yếu máu, anh ta lại đã nằm xuống một lần nữa với sức sát thương đến từ Ara. Ở trận đấu này thì tôi cũng đang không hiểu là bên phía của Team Thái Nguyên họ đang lại một lần nữa dễ dàng ném đi những ưu thế mà họ có, dù rằng đó chỉ là những ưu thế rất nhỏ mà Team Thái Nguyên đã có mà thôi. Vừa rồi là điểm hỗ trợ thứ 200 đến từ người chơi trợ thủ bên phía của Box Gaming.
Với sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ Oppa thì Ara vẫn đang thể hiện được rất nhiều khả năng của mình. Whips bị bắt lại và thêm một điểm hạ gục nữa dành cho bên phía của Box Gaming. TTN lại quăng game rồi anh Sơn ạ. Và ở đây thì cái trụ đầu tiên khu vực đứng dưới này rất khó giữ với CP. Roi tới với giáo móc Timmy chưa tung ra giám thần lực. Cái trụ đầu tiên giữ được với một nửa cây máu, nhưng về thế trận thì họ lại để trôi xa tầm tay mất rồi. Lại để trôi xa tầm tay, và tôi thấy rằng lỗi ở đây đó thuộc về CP, một người đi rừng ở bên phía của team Thái Nguyên. Nhưng anh ta thứ nhất là không tạo ra được áp lực lên các khu vực đường rồi, và thứ hai luôn luôn có mặt quá chậm trong tình huống mà bên phía team Thái Nguyên họ cần CP nhất. Ở đây thì Akashi đang yếu máu, mà trận Thứ Nguyên CP được đặt ra không phải đó là cái lập phương Thứ Nguyên thì đúng hơn, nhưng cũng đã không thể khiến cho Akashi bị mất máu khi mà Vũ Điệu Yêu Hồ giúp cho Liliana đã lùi về rất kịp thời. Ở đây thì Ara đang được nuôi lớn rất nhiều bởi đó là Timmy, với lượng tiền đang có là 3.200 tiền lên xong cho mình kiếm điện rồi, bây giờ bắn thì cũng là khá thấm. Và Joy đang lao đến cố gắng đỡ đòn cho Whis ở phía sau. Bây giờ thì mặc dù Timmy là vị tướng đang được điều khiển bởi bên phía team Thái Nguyên, nhưng Ara lại đang được nuôi một cách tốt hơn bởi Mina trong tay của đó là Oppa. Một tình huống ma trận Thứ Nguyên được đặt ra nhưng nó không trúng vào người của ai cả, và Akashi băng lên một cách khá tự tin, sau đó thì nhảy về một cách chủ động với cái bùa xanh ở dưới chân. Quillen trong tay của Meo Meo cũng đang di chuyển xuống khu vực đường dưới để hỗ trợ cho Ara cùng với Oppa lấy nhanh nhất cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới này. Lính thì còn khá lâu mới được đẩy lên, nhưng nhìn lượng máu của trụ kia, nó chỉ còn 1 đến 2 phát bắn nữa của Ara là sẽ nằm xuống mà thôi. Bây giờ thì Meo Meo, Ara cùng Oppa tiến ra đây. CP sử dụng du hành Thứ Nguyên thoát về được, báo đẩy tia laser. BSman cũng đang có mặt ở đây cùng Oppa, đang là những dàn chắn. Ara còn một nửa cây nhưng vẫn đang bắn một cách hết sức tự tin cỏ tới, nhưng lần này anh ta có làm được gì hay không? Không làm được gì và đang phải lùi về. BSman đang quẩy roi đã phải bật lên pháp trận thần kỳ, vẫn băng vào chém đến từ Meo Meo, và CP không có được cái sự hỗ trợ đến từ pháp trận thần kỳ đó. Whip tận dụng được thời gian và anh ta mới là người lấy được cái trụ đầu tiên khu vực dưới này chứ không phải là Ara, nhưng đã phải mất ngay đi tốc biến khi mà Oppa tới với rất nhiều sức ép rồi. Nhưng chỉ có một cái trụ được đổi lại thì cũng không phải là quá lời lãi gì đến từ các thành viên bên phía TTN, khi mà con rồng thứ ba, con rồng thứ hai của ván đấu này sẽ được Meo Meo xử lý một cách gọn gàng. Và cái trụ này cũng sẽ sớm mất đi thôi, đó là cái trụ 1 ở khu vực đường dưới bên phía của team Thái Nguyên. Nó chỉ còn có lẽ là một phát bắn thường nữa thôi là sẽ phải nằm xuống. Ở đây thì Joy cũng đang cố gắng để giải quyết đi ba cái con lính này, nhưng đó là một nỗ lực tôi nghĩ rằng không có ý nghĩa gì đó của Joy. Ở đây thì thậm chí là anh ta còn bị kẹt lại, tôi đã bảo là sai mà Joy đang yếu máu không phanh, vẫn chưa sử dụng cho mình đó là cái pháp trận thần kỳ. Nhưng Joy bằng một cách nào đó thì cũng đã thoát được về. Ở đây thì Bão đã băng vào, nhưng Bão cũng đã rút được ra ở trong tình huống đó. Và sau khi có được cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới thì Box Gaming đang hài lòng và họ tiến ra khu vực đường giữa với sự cơ động đến từ Ara. Oppa luôn tạo ra được một lượng tầm nhìn đầy đủ để cho Ara có thể chơi tự tin, nhưng tự tin thì không có nghĩa là tự tin đến vậy khi mà một chỉ của CP cũng đã thấm rồi và Ara cũng cần lùi về để hồi phục. PSman không xuống cùng với những người đồng đội, người xuống là Bão, và kết cục thì là PSman có được cái trụ đầu tiên khu vực đường trên dành cho bên phía Box Gaming. Akashi vẫn đang tự tin bay nhảy ở giữa lòng địch khi mà có tới 4 thành viên của TTN đang ở đây, bởi vì Oppa cũng đang ở đây cùng với anh ta. Kéo Joy về nhưng đó không phải là một quyết định quá sáng suốt đến từ Oppa khi mà cũng không có ai có thể bồi sát thương vào người của Joy cả. 4 người ở team Thái Nguyên giờ đang có mặt ở đây. Oppa cố gắng lao vào để lấy đi tầm nhìn nhưng anh ta đang kẹt lại giữa các thành viên bên phía team Thái Nguyên. Oppa đang yếu máu rất nhiều rồi, nhưng Meo Meo có mặt thì sao? Meo Meo có mặt, câu chuyện sẽ là rất khác. CP là người đầu tiên phải nằm xuống, Joy chạy tán loạn cùng với đó là cỏ và cả Whis nữa. Bão đang xuất hiện ở đây, Bão đẩy được hai người bên phía của Box Gaming, và phía sau thì mưa lên thanh được xả ra bởi đó là Whis. Ở đây thì Meo Meo yếu máu quá rồi và anh ta sẽ phải nằm xuống dưới sức sát thương của đó là siêu nhân. Oppa cũng đang yếu và Oppa cũng đã nằm. Ở phía kia thì đã có bão phi tiêu được tạo ra bởi Ara, và hai người của bên phía team Thái Nguyên là những người phải đền mạng cuối cùng. Thì đó là màn tỏa sáng của Ara quét sạch dành cho Box Gaming. Quét sạch dành cho Box Gaming, đó là một tình huống mà ở thời điểm ban đầu thì TTN là những người hơn người khi Ara cùng PSman là những người đẩy ở cả hai cánh. Nhưng khi mà giao tranh quá dài hơi, đủ thời gian để Ara cùng PSman có mặt thì đó là hat-trick của Ara. Và đó là thêm những cái trụ ở khu vực đường cánh nữa, vừa đẩy lẻ thành công lại vừa có được rất nhiều điểm hạ gục của đối phương. Box Gaming đang có một ván đấu bắt đầu là rất dễ chơi rồi. Thời điểm này thì họ đang hơn đối phương khoảng 4.000 tiền ở phút thứ 8, và sau cái trụ này nó sẽ là khoảng 5.000 tiền. Và chúng ta cũng thấy rằng lúc này thì Ara với cái thanh tẩy trong tay thì nó cũng chẳng khác gì là một cái vực hỗn loạn được bảo kê bởi Chauna. Đây có lẽ là lý do mà bên phía của Box Gaming họ lại không lựa chọn cho mình đó là quân bài Chauna, thay vào đó lại là Mina. Mina vẫn đang chơi tốt mặc dù đã phải nằm xuống hai lần dưới sức sát thương các thành viên của bên phía team Thái Nguyên rồi. Nhưng bây giờ thì con tà thần Seja sẽ là món mồi ngon mà Box Gaming sẽ nhậu ngay thời điểm này. Không có lý do gì mà họ lại gặp phải bất kỳ một sự cản trở nào cả. Ở kia thì CP cố gắng ở lại giữ lại cho mình đó là con bùa đỏ. Nhưng bây giờ thì người đi rừng của bên phía team Thái Nguyên đang có cây đây là quá xấu, 0-3-0.
yếu máu rất nhiều, đó là Joy. Và CP mới là người phải nằm xuống đầu tiên khi PSman đang chơi quá tốt với vị tướng, đó là VRS. PSman vẫn đang quẩy giữa thành viên của ba người bên phía team Thái Nguyên. Có tình huống cân bài không? Không phải là cân bài, nhưng mèo mèo ở đây thì phét hết. Đó là một tình huống mà PSman đã quẩy giữa lòng địch khi đó là rất rất nhiều các thành viên của TTN, nhưng phải mất rất nhiều thời gian thì PSman mới phải nằm lại. Trước đó anh ta cũng hạ gục người chơi đi rừng bên phía đối phương và tạo ra quá nhiều khoảng trống để những người đồng đội của mình tới vét và có khoảng trống để lấy đi đường lính siêu cấp đầu tiên. Ara, một chuỗi phi tiêu là Whips gần nằm bao phi tiêu để nới gần khoảng cách, và đó là điểm hạ gục tiếp theo mà Ara có được ở trong ván đấu này. Hai đường lính siêu cấp, còn đó là con rồng tiên phong. Box Gaming đang tiến vào và họ muốn lấy đi luôn cả ván đấu đầu tiên này. CP không còn tới một nửa cây máu, và Bão thì cũng vậy. Ara có thêm điểm hạ gục nữa. Joy cỏ đang cố gắng làm nên một điều gì đó nhưng không thể nữa rồi, khi mà Ara đang quá khỏe, anh ta đã là thần thánh ở trong ván đấu này rồi. Và thêm một điểm hạ gục nữa, Joy sẽ là người cuối cùng còn lại chứng kiến ván thắng này của bên phía Box Gaming. Một ván thắng dễ dàng cho Box Gaming khi mà quả cầu tuyết được họ tạo ra là quá lớn. Nó khiến cho team Thái Nguyên đã không thể làm gì hơn được ở trong ván đấu này. Đặc biệt đó là việc ở đây là ván đấu mà Ara đã chơi quá tốt với con bài đó là Hayate. Anh ta tạo ra rất nhiều sự khó khăn cho team Thái Nguyên. Và trước đó ở thời điểm đầu game, khi mà team Thái Nguyên họ có được ưu thế với việc là Tulen có cho mình đó là double kill từ rất sớm, nhưng vẫn đã không thể làm gì khi mà Box Gaming vẫn tỏ ra một đẳng cấp là vượt trội hơn rất nhiều so với team Thái Nguyên. PSman quay trở lại sau một khoảng thời gian khá lâu không thi đấu cùng những người đồng đội này, và trường hợp của Meo Meo thì cũng không khác, thậm chí đây mới chỉ là ván đấu thứ hai của Meo Meo mà thôi. Tuy nhiên thì không thấy có bất cứ một sự thiếu liên lạc nào giữa PSman và Meo Meo cùng với những người đồng đội của mình. Vẫn là một sự ăn khớp, vẫn là một sự hiểu ý nhau đến từ các thành viên bên phía Box Gaming, và nó đem đến cho họ ván thắng ở trong ván thắng đầu tiên ở trong trận đấu này cùng với TTN. Nhưng cũng phải nói rằng là thử thách mà TTN đem lại dành cho Box Gaming nó là ít ỏi quá, khi mà nhìn cái cách IGP Gaming cũng như là Pháp TV làm khổ Adonis cũng như là Swing Phantom trong ngày hôm qua, thì rõ ràng là chúng ta kỳ vọng nhiều hơn rằng đây sẽ là một vòng thi đấu của những kẻ ngáng đường ở phía dưới, ở chiều dưới. Không. Tôi không nghĩ là như vậy. Đối với team Thái Nguyên thì không có bất kỳ một ngoại lệ nào đối với đội tuyển này cả. Họ đã thua quá nhiều rồi, và hầu như là tất cả các ván thua của team Thái Nguyên họ đều có chung một kịch bản thôi. Nếu như gặp một đội tuyển mạnh hơn hẳn, họ sẽ thua sấp mặt. Còn nếu trong trường hợp mà họ gặp đội tuyển mà họ có một chút cơ hội để thắng, thì thường là đầu game họ sẽ chơi tốt, thậm chí có chiến công đầu, có rồng đầu và có được những thành viên xanh sớm, nhưng sau đó thì bằng cách này cách khác họ tự tan rã và phải nhận thất bại. Đó là tất cả những gì đã diễn ra ở ván đấu đầu tiên này. Có một điều nữa, đó là trong ván đấu đầu tiên, trận đấu lượt đi, thì đó là ván đấu mà PSman cũng đã sử dụng cho mình con bài đó là VRS. Và Bão, người đi đối đầu với đường của PSman, cũng đã sử dụng cho mình đó là con bài Superman. Và mọi thứ cũng diễn ra, tôi thấy cũng gần giống hệt như ở ván đấu đầu tiên của trận lượt đi. Ván đấu này cũng vậy, Superman bị đè đường rất nhiều bởi đó là VRS. Và sau đó thì VRS đã xanh với việc là anh ta có được quá nhiều ưu thế khu vực đường trên và đã có một tình huống cân 2 cân 3 ở khu vực đường đó. Đó là một tình huống mà tôi nhìn thấy là PSman còn lao vào giữa cả đội hình của bên phía TTN, quẩy rất lâu ở trong đó khiến cho rất nhiều những thành viên yếu máu. Sau đó thì anh ta cũng phải nằm lại. Nhưng cuối cùng khi mà những người đồng đội của PSman tới thì TTN đã vụn vỡ, và để rồi thì họ mất đi ván đấu đầu tiên chỉ sau ít phút sau đó mà thôi. Đây sẽ là MVP ở trong ván đấu đầu tiên này chắc chắn rồi, Ara với quân bài Hayate. 903 là những gì mà Ara có được ở điểm KDA. Số lượng vàng sẽ là 10.600, nó không phải quá nhiều bởi vì ván đấu của chúng ta khép lại một cách quá chóng vánh. Và điểm MVP point là 11.7 dành cho người chơi đường đơn tài năng ở bên phía Box Gaming. Tôi nghĩ rằng là con bài Hayate này sẽ là con bài tủ của Ara ở trong quãng thời gian ít nhất là trong mùa giải năm nay, trong các trận đấu vòng đấu playoff nữa. Và nếu như các đội tuyển có một sự cẩn thận hợp lý thì họ sẽ cần phải dành sự tôn trọng cho Hayate trong tay của Ara, thì đó mới là cái cách mà họ có thể phần nào khắc chế được sự nguy hiểm của Ara. Chúng ta cũng thấy rằng cách anh ta sử dụng chuỗi phi tiêu, bão phi tiêu nó nuột nà và nó nguy hiểm đáng sợ đến như thế nào trong tình huống anh ta dấn vào và lấy đi mạng của chủ lực bên phía team Thái Nguyên. Một cách chơi xạ thủ mà nó hung như vậy thì nó thực sự là một cái sự khó chịu quá lớn mà Ara có thể tạo ra được. Và đây là điểm của các thành viên của Box cũng như là team Thái Nguyên trong ván đấu đầu tiên này. MVP đó là Ara. Người thấp điểm nhất là CP. Ta cũng đã nói về việc là CP trong ván đấu đầu này anh ta không tạo ra được bất kỳ một cái áp lực nào lên các khu vực đường của bên phía Box Gaming cả. Và team Thái Nguyên tôi nghĩ rằng họ thà họ sử dụng ES Probe còn có khi còn ổn hơn. CP từ lúc quay trở lại chưa đánh hay một ván nào cả. CP với Dashi đã có một ván đấu cực kỳ đáng buồn. Đáng điểm
điểm MVP của anh ta ở trong ván đấu này chỉ là 2.5, mà tôi thấp nhất ở trong cả trận đấu này với một lượng sát thương chỉ hơn Oppa, người chơi Mina ở bên phía Box Gaming, đâu đó vào khoảng 3-4.000 sát thương với một vị tướng được coi là chủ lực ở trong khu vực đi rừng. Như vậy thì TTN thật khó lòng nào để có thể làm gì lại trước Box Gaming. Cỏ cũng đã có được một quãng thời gian ban đầu tương đối xanh xao với đó là một điểm double kill. Tuy nhiên thì sau đó anh ta cùng với những người đồng còn lại, Whipjoy rồi Bão, cũng không thể làm gì được trước Box Gaming. Họ vẫn quăng đi ván đấu của mình một cách quen thuộc bằng những bước di chuyển lầm lỡ mà thôi. Và cuối cùng thì sẽ tiếp tục là một ván thua nữa dành cho TTN ở mùa giải năm nay. Và chúng ta đã có được kết quả ván đấu đầu tiên, đó là 1-0 dành cho bên phía của Box Gaming. Họ sẽ chắc chắn rồi hướng đến ván đấu thứ hai với một chiến thắng nữa trước Team Thái Nguyên. Thì ở ván đấu vừa rồi, Box Gaming họ cho thấy rằng Team Thái Nguyên ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng vẫn không phải là một đội tuyển có thể hy vọng vào một bàn thắng đâu. Với những gì mà họ đã thể hiện trong quãng thời gian mà chúng ta đã được chứng kiến, IGB Gaming có thể là một đối thủ ở phần nào đó ngang tầm và có cơ hội để cho Team Thái Nguyên có được bàn thắng, thì họ còn không thắng thì hy vọng gì ở những đội tuyển khác. Vâng, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những tình huống highlight đáng chú ý nhất của ván đấu đầu tiên trước khi bước sang ván đấu thứ hai. Như vậy là không có bất ngờ nào xảy ra ở trong ván đấu đầu tiên với chiến thắng dễ dàng dành cho Box Gaming trước Team Thái Nguyên với tỷ số là 1-0. Một ván đấu mà bên phía của Box Gaming họ trong trận đấu này so với trận đấu ở vòng đấu trước khi họ thua trước Team Flash thì đã có những sự thay đổi về mặt nhân sự khi mà Khiên đã không còn thi đấu nữa, thay vào đó là Meo Meo. Cùng với đó là sự trở lại của đội trưởng quen thuộc của Box Gaming là PSman. Thì hai thành viên này cũng đều đã tỏ ra hòa nhập rất nhanh với đó là các thành viên còn lại của Box Gaming, những người đã đánh chính liên tục trong mùa giải năm nay là Akashi, là Ara và Oppa, mang lại một chiến thắng dễ dàng cho Box Gaming trước Team Thái Nguyên. Đổi ngược lại thì bên phía của Team Thái Nguyên họ ở giai đoạn ban đầu đó là Cỏ chơi khá ổn với vị tướng Tulen. Nhưng sau đó thì những thành viên còn lại của họ, đặc biệt là CP thì lại chơi không tốt. Đấy là lý do mà Team Thái Nguyên lại đã phải nhận thêm một ván thua nữa. TTN đang là đội tuyển có lẽ là ổn định nhất của đấu trường danh vọng của chúng ta tại mùa xuân năm 2019, khi mà những đội tuyển khác có thăng có trầm. Với Team Flash thì họ thắng rất nhiều nhưng họ cũng còn thua có vài trận, một vài ván thua vài trận. Còn với TTN thì chỉ có một màu mà thôi, đó là màu buồn của những ván thua khi mà họ chưa có được bất cứ một ván thắng nào cả, và cũng chưa cho thấy được bất cứ một dấu hiệu nào là sẽ có thể giành được ván thắng đầu tiên của mình tại mùa giải năm nay. Và rất nhiều khả năng là TTN sẽ có được một kỷ lục đáng buồn cho TTN. Nhiều khả năng là nó sẽ xảy ra, bởi lẽ lúc này thì họ vẫn còn trận đấu vòng cuối như gặp Âu Cao Cơ. Trận đấu vòng cuối của TTN sẽ là gặp, có lẽ là gặp Pháp TV thì Pháp TV cũng là đội tuyển giờ đây đang tranh chấp rất mạnh mẽ cho vị trí đó là thứ 5 của Overclockers. Không có lý do gì mà họ lại thi đấu dưới sức trước Team Thái Nguyên cả. Team Thái Nguyên nhiều khả năng thì họ sẽ lại một lần nữa đi thật xa
mà không biết có trở về được hay không khi mà mùa giải tới chúng ta sẽ có được đó là đấu trường danh vọng Serie B, nơi mà sự cạnh tranh tôi nghĩ rằng nó sẽ là lớn hơn rất nhiều. Và nếu như Tiên Thái Nguyên tiếp tục có một bộ mặt bạc nhược như thế này thì không chắc về việc là họ có thể quay trở lại được với hạng đấu cao nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam hay không nữa. Còn đối với Box Gaming thì chiến thắng vừa rồi giúp cho họ giờ đây đang có trong tay đó là 6 điểm và thu ngắn khoảng cách với Swing Phantom xuống chỉ còn là 1 điểm mà thôi. Một chiến thắng nữa sẽ giúp cho Box Gaming lại leo lên vị trí là đồng hạng 3 với Swing Phantom và tiếp tục khiến cho cuộc đua đến vị trí ở trong top 2, top 3 nó càng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Phần cấm chọn của ván đấu thứ hai sẽ được bắt đầu với việc là Team Thái Nguyên lần này họ sẽ chuyển sang đội xanh, còn Box Gaming nó sẽ là đội đỏ. Box thì lần này ARA sẽ không có được 2 AT nữa, và nếu đầu tiên thì ARA đã chơi 2 AT quá hay rồi và sẽ là lượt cấm mà Team Thái Nguyên hướng đến khi ván đầu họ có Timmy, ván thứ hai cấm Timmy rất dễ hiểu. Cấm Timmy cũng là hợp lý khi mà chúng ta biết rằng là key player bên phía Box Gaming đang là ARA, và những vị tướng sở trường mà ARA chơi tốt nhất là những vị tướng xạ thủ, và một vị tướng xạ thủ thì sẽ rất yêu thích một vị trợ thủ có khả năng hồi sinh cũng như là khả năng hách tiền đến từ Timmy. Và TTN cấm đi Timmy ở trong sự lựa chọn cấm đầu tiên của họ ở trong ván đấu thứ hai khi họ ở phía đội xanh. Còn Box Gaming thì không thả Florentino ra cho TTN giống như những gì mà Team Flash đã làm. Ván trước thì họ còn cấm luôn cả Ngộ Không. Rõ ràng là Box Gaming ở thời điểm này không muốn có bất cứ một sự rủi ro nào khi mà họ cũng đang rất khát khao các điểm số. TTN cấm đi tiếp xạ thủ mà họ cũng đã sử dụng ở trong ván đấu trước trong tay của Whips, đó là Caffeini, sau khi cũng đã cấm đi Timmy rồi. Cũng sợ Caffeini được sử dụng bởi đó là ARA. ARA là người tôi nghĩ rằng anh ta có khả năng tiếp nhận những vị tướng mới với một cái sự gọi là thông thạo rất là nhanh và sớm, khả năng để anh ta có thể chơi những vị tướng mới và ngay lập tức có thể khiến cho vị tướng đó trở thành mắc bệnh trong tay của mình, nó là hoàn toàn là dễ. Đâm ra cái việc mà cấm đi Caffeini tôi nghĩ rằng cũng là hợp lý mà thôi. Và Team Thái Nguyên bây giờ thì họ đã lựa chọn cho mình vị tướng đầu tiên sau khi mà Veres bị cấm, thì cũng khá dễ hiểu khi mà Richter có mặt ở trên bảng chọn của Team Thái Nguyên, một vị tướng đi đường rất mạnh với khả năng tạo ra tình huống ở núp bụi và sau đó thì xuất hiện và có những cái pha chặt chém lao vào hất tung đối thủ lên tạo ra những khó khăn. Và Box Gaming thì họ ngay lập tức khi mà đối thủ đã lựa chọn cho mình là Richter thì đã lấy luôn quân bài đó là Sephera. Tôi nghĩ rằng sẽ có thêm Darcy. Họ còn Sephera, họ còn Darcy, nhưng có muốn lấy luôn cả Darcy ở cho vị trí rừng dành cho Mèo Mèo hay không, hay lấy sẽ luôn hay không luôn con bài khác, cũng có thể là sẽ lấy luôn một xạ thủ mạnh dành cho ARA ở trong những lượt lựa chọn đầu tiên này của họ. Quyết định của họ đang là Malok. Vậy sẽ là Malok Tulen dành cho Akashi hay là Malok kèm thêm một vị tướng nào khác xạ thủ dành cho ARA chăng, hay là một vị tướng nào đây? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự lựa chọn thứ ba của bên phía Box Gaming sau khi TTN có được hai sự lựa chọn tiếp theo của mình ở trong phase chọn đầu tiên của họ. Malok mà đi solo đường thì tôi nghĩ rằng sẽ hơi thua thiệt so với Richter, khi mà lượng đam Malok có không nhiều, chỉ có thể tạo ra những tình huống. Tôi nghĩ rằng Malok ở thời điểm hiện tại thì đi đường giữa lại đơn giản hợp lý hơn so với việc là đi solo ở đường tà thần Caesar. Với việc là ở đấy thì thường xuyên sẽ có những tình huống ganh của cả đôi bên, thì cái đoạt hồn của anh ta sẽ hút được một lượng giáp nhiều hơn, và những cú quẹt quỷ kiếm anh ta cũng có cơ hội trúng nhiều người hơn, qua đó thì cũng mang lại cái lượng hồi phục tốt hơn dành cho Malok. Team Thái Nguyên họ lựa chọn luôn cho mình người đi rừng, vị tướng đi rừng cho CP, đó chính là Darkroth. Còn 2AT thì đương nhiên là họ cũng sẽ rất muốn để có thể có được rồi. Box Gaming không có lý do gì mà họ lại được chọn 2AT ở trong ván đấu thứ hai này nữa. Và như vậy là sẽ có Darkroth dành cho CP, 2AT ở đây thì có lẽ là sẽ được sử dụng bởi đó là Whips. Và bây giờ thì Darcy được lựa chọn bởi Box Gaming với lý do cũng tương tự như ở bên phía Team Thái Nguyên thôi. Vì ván đấu trước thì Team Thái Nguyên đã chọn Darcy rồi, và ở lượt chọn cuối của phase chọn đầu tiên, Box Gaming chọn luôn Darcy. Tôi nghĩ là đội hình của Box Gaming ở trong ván đấu thứ hai này sẽ đánh xoay quanh bộ ba này, Sephera, Malok cùng với Darcy, khi mà Malok sẽ đi đường giữa và cầm cấp cứu, Sephera sẽ lên đồ trợ thủ nhưng sau đó cũng sẽ lên những đồ mang thiên hướng có sức mạnh phép thuật để cùng với Malok tạo ra một bộ đôi có khả năng tạo ra khoảng trống, tạo ra thêm những hiệu ứng khống chế để cho Darcy có thể gây được hàng tấn sát thương với cái ma trận thứ nguyên của mình lên đội hình của TTN. Đó là những dự đoán của tôi về đội hình của Box Gaming ở trong ván đấu này. Và với lựa chọn cấm Châu Na thì họ cũng đang muốn hiện thực hóa điều này khi mà khắc chế cứng của Darcy thì đã bị cấm đi. Kiểu hai người đi đường giữa đúng không? Như tôi nhớ rằng như trong ngày thi đấu hôm qua đã có một đội tuyển họ sử dụng cái bài như thế rồi, cùng hít chung kinh nghiệm cùng đường giữa, sau đấy là đi với nhau như hình với bóng và tạo ra những áp lực lên các khu vực đường cũng rất là nguy hiểm với sự xuất hiện của cả Malok cùng với đó là Sephera, mà luôn kè kè với nhau thì cái luyện ngục cùng với đó là cái chiêu cuối
sóng ngầm à. Sóng ngầm của Severa sẽ là một sự khó chịu cực lớn mà có thể tạo ra trong tình huống họ ập vào và khiến cho giao tranh bị thay đổi đi. Những lượt cấm của bên phía Box Gaming bây giờ đang là Chauna và Laurien. Chauna thì đúng rồi, khi mà họ đã có cho mình Darcy và sợ cái vực hỗn loạn của Chauna sẽ khiến cho ma trận thứ nguyên của Darcy trở thành bỏ đi. Cùng với đó thì là Laurel đó là một vị tướng mà bên phía TTN rất hay lấy tại mùa giải năm nay, và Box Gaming tiếp tục cấm đi Laurel. Còn TTN họ cấm đi Tulen, một sự lựa chọn cấm tôi nghĩ là cũng không quá cần thiết khi mà bên phía Box Gaming cũng đã có đủ tương đối nhiều sát thương phép rồi, và cấm Theonas trong tay của Ara thì nó dễ hiểu hơn rất nhiều. Và với đội hình này thì Meo Meo hoàn toàn có thể mang thêm con bài Lindis quay trở lại khu vực đường rừng. Và với Ryoma này thì điều đó vẫn còn có thể xảy ra, có khi thể mà xảy Ryoma ra. Hoàn toàn có thể là đi đường được. Tôi cũng nghĩ như vậy, Ryoma ở đây hoàn toàn có thể đi solo và nhường cái khu vực rừng cho quân bài xạ thủ đó là Lindis. Ở trong trận lượt đi thì ván đấu duy nhất Meo Meo ra sân đó là ván đấu thứ hai, anh ta cũng đã sử dụng cho mình quân bài đó là Lindis và cũng đã chơi tốt với quân bài đó. Thì không có lý do gì ván này lại không mang trở lại Lindis cả. Và Zina, lâu lắm rồi mới nhìn thấy đại thiền sư Zina xuất hiện ở đấu trường danh vọng của chúng ta. Tôi cũng rất trông chờ những vị tướng thú vị được TTN lựa chọn, và ngay lập tức thì hai vị tướng đã rất lâu rồi không xuất hiện được TTN đem quay trở lại, đó là Airi. Trợ thủ là Richter. Rất có thể sẽ là trợ thủ Richter, nhưng với TTN thì có lẽ là đội hình bây giờ cũng không còn quá quan trọng nữa rồi. Quan trọng là những vị tướng mà rất lâu rồi chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng lại sức mạnh của nó tại đấu trường danh vọng là như thế nào. Quay trở lại với câu chuyện của Box Gaming thì tôi cũng quên mất là Lindis thì cũng hơi khó bởi vì đã có Darcy đi rừng. Dành cho Box Gaming ở trong trường hợp này là hợp lý hơn so với việc lấy Lindis và để Darcy đi đường giữa, thì như vậy là một trong hai Malok cùng với Sephira sẽ phải đẩy ra khu vực cánh. Và đội hình của Box Gaming với The Flash ở trong tay của Akashi sẽ được hoàn thiện một đội hình có rất nhiều sát thương phép, và sát thương chủ đạo của họ trong ván đấu này sẽ là sát thương phép, một đội hình rất mạnh ở trong giai đoạn đầu trận. Tuy nhiên thì cũng phải cần làm một cách nhanh gọn đến từ Box Gaming, nếu không thì ở trong giai đoạn sau đội hình của TTN sẽ là một đội hình lên tốt hơn. Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng đội hình TTN giờ đây họ đang thiếu một dàn chắn tốt, và những đội hình kiểu như thế này thì khó lết lắm. Bởi vì là chúng ta cũng biết rằng vị tướng Richter này cũng đã được sử dụng với cái vai trò là trợ thủ khá nhiều lần rồi. Nói thật lòng là tôi cũng chưa thấy là Richter trợ thủ có sự gọi là bảo kê tốt cho đồng đội. Anh ta việc chủ yếu đó là đứng trong bụi và sau đấy lấy tầm nhìn này, rồi lao ra và tạo ra những sự đột biến, mở combat kiểu kiểu như thế. Chứ còn không có khống chế nhiều đến từ Richter thì khó để có thể làm trợ thủ được. Với những gì chúng ta đang chứng kiến thì Joy đang cầm Rakot để đi rừng này, Whip sử dụng Hayate, Cỏ cầm Zina đi đường giữa, Bão với Ari đi solo và Richter trong tay CP sẽ đi trợ thủ. Ở chiều kia thì Meo Meo đi rừng với đó là Darcy, Pestman đi đường đơn, Akashi sẽ sử dụng đó là quân bài The Flash để đi đường đơn, Ara sẽ sử dụng Ryoma và cùng với đó là Severa trong tay của Opa. Cả hai đội hình thì đều đã được hoàn thiện và TTN cũng đã không làm cho tôi thất vọng trong ván đấu thứ hai này với Zina cùng với Airi, và để xem là họ có mang lại được những bất ngờ thú vị như cái cách họ đã làm với Ngộ Không trước Adonis hay không, hay là Box Gaming lại có thêm một ván đấu nhanh gọn và dễ dàng nữa trước TTN. Ván đấu này thì bên phía của Box Gaming họ không có cho mình đó là một xạ thủ tay dài, và thay vào đấy là có Darcy để sẽ có những tình huống gọi là nhất dương chỉ vào trụ. Nhưng tôi nghĩ rằng là phản sát thương phép của bên phía Box Gaming họ đang hơi bị thừa một chút với việc là cố gắng lựa chọn cho mình thêm con tướng đó là The Flash ở lựa chọn cuối cùng. Có lẽ đó là cái mục tiêu của họ là muốn bắt vào trường hợp của Hayate trong tay của Waves bên phía của Team Thái Nguyên. Và đây sẽ là ván đấu thứ hai cuộc đọ sức giữa Team Thái Nguyên và Box Gaming. CP, Waves, Cỏ, Joy và Bão đều đang ở rất gần nhau ở trong khu vực này. Joy sẽ là người đi rừng của bên phía TTN ở trong ván đấu này. Ngay đi rừng có lẽ là nó cũng không quá quan trọng. CP vừa nấp ở trong bụi nhưng lao ra thì không chính xác, và anh ta bị cấu máu ngược lại bởi Sephira trong tay của Opa. Đúng là PSman cùng với Opa sẽ chia sẻ kinh nghiệm cùng với nhau ở khu vực đường giữa, và sau này thì họ sẽ hỗ trợ cho Darcy, người chơi chủ lực của họ trong ván đấu này. Akashi đang tấn công liên tục vào Bão ở trong những phút giây đầu tiên này. Bão chỉ còn lại một nửa cây máu mà thôi. Ở đường dưới này thì TTN có hai người nên Ara không thể thoải mái được như người đồng đội của anh ta ở khu vực đường trên. Nhưng với chất tướng là Ryoma, với những cái nhất kích tất sát cũng đã dọn dẹp lính rất nhanh cùng với cái loạn trảm đến từ Ryoma. Bão như vậy là đã phải lùi về tế đàn để hồi phục rồi, với việc là anh ta có lẽ chỉ còn khoảng hơn 1.000 máu nữa thôi. Với việc là Bão sử dụng quân bài Airi ở trong ván đấu này, tôi nghĩ rằng anh ta hoàn toàn có thể, nếu như chơi khéo, là chơi lại được với Akashi chứ không phải là không, khi có trong tay đó là cái kiếm vũ có thể lướt đi được. Ở đây thì Joy đang băng đến, Opa đang bị yếu máu, Opa dường như dấn vào quá sâu rồi và anh ta sẽ phải trả giá với mạng nằm xuống đầu tiên vừa rồi. Nhưng cũng đã có sự xuất hiện của Akashi ở đây, và PSman là người thứ hai phải nằm xuống bên phía của Box Gaming.
Lại một lần nữa thì TTTN có hai điểm hạ gục dẫn trước trước Box Gaming. Nó cũng giống y hệt như ở trong ván đấu đầu tiên, khi mà bộ đôi PSMan cùng với Sephera rủ nhau vào rừng của đối phương cướp được một con quái rừng, nhưng cuối cùng họ phải trả giá bằng hai cái mạng của chính bản thân mình. Ở đây thì Meo Meo đã xuất hiện cùng với đó là cả Ryoma trong tay của Ara nữa, nhưng chưa có thêm một điều gì thật sự đáng chú ý cả. Akashi vẫn chơi cực kỳ chủ động, đấm liên tục vào người của Bão. Bão rất đau rồi và lại một lần nữa phải lùi về với một lượng máu thấp. Và nếu cứ liên tục phải lùi về như thế này thì dù chất tướng mang nhiều sát thương phép thì không sớm thì muộn Akashi cũng sẽ gây nguy hiểm lên cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên của bên phía TTN mà thôi. Joy đang không có bùa xanh nhá, anh ta đã mất đi bùa xanh rồi, không biết là bùa xanh đang ở trong tay của ai. Bây giờ thì Nakroth mới hoàn thành xong cho mình đó là level 4, sau khi ăn cho mình đó là con rơi quỷ. Joy đang bị yếu máu và ở đây thì cỏ dính quá nhiều sát thương, anh ta chắc chắn là sẽ phải nằm xuống rồi. Một tình huống mà số lượng người của Box Gaming đã là đông hơn ở khu vực đường trên thì Akashi đã lấy đi được cái mạng của Bão. Thêm một lần nữa thì Bão lại đang tỏ ra thua thiệt rất nhiều trong màn đối đầu solo với đó là The Flash. Akashi chặn lính ở đây và sẽ tạo ra áp lực lớn lên khu vực đường trên một lần nữa. Một lần nữa thì tỷ số lại được cân bằng hai đều và TTN lại đánh bay mất tất cả những gì mà họ có được rồi. CP lao vào khá mạnh mẽ nhưng Opa quay trở lại trả sát thương một cách tự tin. PSMan đang là dàn chắn của anh ta. Whips cũng phóng ra liên tục là những chuỗi phi tiêu. Ở đây thì Akashi đang sử dụng lốc chân không, Joy đã bay đi được. Có cỏ, có bao ở đây, Akashi mới đang là người bị lạc lại trong rừng của bên phía đối phương. Nhưng với hành trình siêu tốc thì anh ta thậm chí quay trở lại và hạ gục Joy và vẫn đang chạy đến từ Akashi. Bao đã sử dụng làm choáng và bật lên cả chiếc cuối tới từ Jhina. Akashi sẽ phải nằm xuống trong pha này, không thể làm gì khác được khi mà có quá nhiều thành viên bên phía của TTN. Nhưng những gì mà The Flash trong tay của Akashi vừa làm cũng đã là quá đẹp mắt và cầu được rất nhiều thời gian cho những người đồng đội của mình ăn xong con rồng đầu tiên của ván đấu này rồi. Akashi quẩy quá điên trong tình huống đó và anh ta khiến cho ba thành viên của bên phía team Thái Nguyên họ thực sự là nóng mắt, đã phải sử dụng chiêu cuối đến từ người đi đường giữa đó là cỏ bên phía của team Thái Nguyên mới lấy đi được cái mạng của đó là The Flash. Và bây giờ thì bên phía của Box Gaming họ đã có được ưu thế về mặt lượng tiền rồi, với việc là 1.000 tiền là những gì mà Box Gaming đang tạo ra sự chênh lệch so với team Thái Nguyên khá là dễ dàng khi Akashi đã cầu kéo quá nhiều thời gian và nhiệm vụ của Meo Meo đơn giản là lấy mạng đi con rồng mà thôi. Ở đây thì CP đang yếu máu quá nhiều và anh ta chắc chắn là sẽ phải nằm xuống. Hơi phí cái luyện ngục vừa rồi được tạo ra bởi đó là PSMan, nhưng dù sao thì ở đây cũng có đến 4 người của Box Gaming và họ đang có một áp lực lớn. Joy cùng với cỏ có định lao vào bốn thành viên này của bên phía Box Gaming hay không? Ở đứng trên thì Bão đang rất khổ rồi khi mà Akashi liên tục tiến lên và đấm liên tục vào vị trí đến từ Airi trong tay của Bão, khiến cho quân bài này được mang trở lại cùng với phép bổ trợ bộc phá, nhưng nó không đem lại sự tươi mới nào. Bão đang có 1.600 tiền trong tay và đây là số tiền yếu nhất ở trong số các thành viên đang có của cả hai đội tuyển đi, thậm chí còn yếu hơn cả Richter trong tay của đó là CP. CP cố gắng xuất hiện đây để dọn dẹp với con lính, nhưng anh ta có lẽ nhiều khả năng là sẽ không làm được điều đó. Hay trang đây đang yếu máu quá nhiều và bây giờ thì đó là sự xuất hiện của Joy. Joy đang chém vào người của Meo Meo. Meo Meo cũng đang yếu đi, Meo Meo đã phải nằm xuống rồi. Joy có một tình huống xử lý khá hay trong pha tình huống đó và ở đây thì Akashi cũng đã lấy đi cái mạng của Joy. Ở phía kia thì một người của bên phía team Thái Nguyên cũng đã nằm xuống, đó là Bão, và Bão bây giờ đang rất thọt rồi, 0-2-2. 1-2 và có thêm một cái trụ ở khu vực đường trên vẫn cứ là rất thoải mái đến từ bên phía của Box Gaming. Họ vẫn là những người có được nhiều lợi thế. Whips thì ở đây bây giờ mới lên được cấp độ 7. Ara rất đau, cấu máu rất đau khiến Whips chỉ còn nửa cây với một tình huống nhất kích tất sát rất chuẩn xác đến từ vị tướng Ryoma. Cỏ cùng CP lại tiếp tục ra khu vực đường giữa để đối đầu cùng với PSMan và Opa, băng vào một lần nữa đến từ CP. Lượng máu mà anh ta cấu đi đến từ Opa là không đáng kể và với chất tướng là Sephira thì Opa cũng sẽ hồi lại lượng máu này một cách nhanh chóng mà thôi. Meo Meo đang tiến xuống khu vực hang con rồng, nơi mà Sephira cùng với PSMan cũng đã ở rất gần đó để kiểm soát tầm nhìn dành cho người chơi đi rừng ở bên phía Box Gaming. CP tiến ra, Joy cũng đang ở rất gần đây, dính một cái quỷ kiếm đến từ PSMan và quay trở lại hang con bùa đỏ. Ara đang bị tấn công bởi CP và cỏ, và đó là một tình huống tấn công tốt đến từ hai thành viên bên phía TTN. PSMan cùng Meo Meo tiến xuống để báo thù cho những người đồng đội của mình. CP đã mất đi cái biến về và anh ta vừa dính cái chiêu thứ hai đến từ Meo Meo. Meo Meo có được điểm hạ gục của cỏ nhưng không phát hiện ra CP mà đang muốn tấn công vào cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới này. Và ở kia thì The Flash dường như kẹt lại rất sâu rồi, sử dụng đó cho mình lốc chân không, nhưng anh ta có thể thoát về không? Câu trả lời đó là có, và thoát về thập canh chí là một cách tương đối thoải mái. Là đằng khác, Bão sử dụng cho mình chiêu cuối đó là long kiếm, nhưng đi ra thì cũng chỉ để đi vào mà thôi. Và Joy cũng xuất hiện cố gắng xử lý cho mình những con lính khu vực đường giữa này. Vẫn là những ưu thế mà Box Gaming dần tạo ra trước các thành viên của team Thái Nguyên, dễ dàng ăn cho mình con rồng mắc ám Quaidus thứ hai của trận đấu này. Và tiếp tục sẽ là những cái trụ tiếp theo dành cho Box Gaming, thậm chí là những trụ ngoài của họ giờ đây còn chưa bị chạm đến bất kỳ một lần nào cơ.
Team Thái Nguyên họ không có được những cái tình huống liên kết trong những pha giao tranh của mình ở đây, thì CP đang yếu máu quá nhiều và anh ta đã phải dùng cho mình đó là cái tốc biến. 4 thành viên của Box có mặt ở đây quá hung hãn. Team Thái Nguyên không có cách nào khác là họ buộc phải lui về mà thôi. Hai người của TTN rình rập ở trong bụi cỏ nhưng cuối cùng thì họ lại phải chạy té tát về khi mà các thành viên bên phía của Box Gaming tới với nhiều người hơn. Bão tiến ra nhưng Bão đang rất yếu ở thời điểm này rồi, sử dụng long kiếm nhưng đó là luyện ngục đến từ PSman. Whips có được điểm hạ gục của Meo Meo nhưng anh ta có về đây không? Whips đang cố gắng lùi về và đồng đội sẽ giúp cho anh ta về được. TTN có thêm được một điểm hạ gục nữa, đó là người chơi đi rừng ở bên phía Box Gaming, nhưng Akashi tới là một câu chuyện khác. Cỏ đang bị kẹt lại và dính cái ao tù này chắc chắn là sẽ phải nằm xuống trong pha này rồi. Không đổi được điểm hạ gục của Opa mặc dù cũng rất nỗ lực. Trong khi đó thì Ryoma trong tay của Ara đang chơi cực kỳ chủ động trong phần rừng của bên phía đối phương. Bão cùng với cả đó là Joy cũng sẽ phải đi về trước một mình Ara mà thôi. Akashi đang là người đánh tốt nhất ở bên phía Box Gaming ở trong ván đấu này. Đánh nhau liên tục, đó là những gì mà Team Thái Nguyên và Box Gaming đang tạo ra trong ván đấu thứ hai này. Team Thái Nguyên tôi cảm giác như họ ở ván này họ đánh theo kiểu quên mình, cứ lao vào đánh nhau thôi. Và đôi khi cũng tạo ra những tình huống nó cũng đẹp mắt, ví dụ như cái cách mà Bão vừa rồi đã lao vào và cái long kiếm của Airi trúng đến hai người của bên phía Box Gaming. Bão đã có cho mình được tình huống làm choáng đó và giúp cho đội tuyển mình có được một điểm hạ gục. Bây giờ thì Hayate ở trong tay của Wiz vẫn đang được nuôi lớn một cách dần dần với lượng tiền đang có là 4.400 tiền. Nếu như trong quãng thời gian tiếp theo mà Hayate được lớn thêm nữa thì đấy cũng sẽ là cơ sở PSman sử dụng luyện ngục cho mình để khép góc các thành viên của Team Thái Nguyên. Và anh ta sẽ làm được gì đây? Đó sẽ là mạng gục mà CP phải nằm xuống, chắc chắn là như vậy rồi. Và Akashi có mạng siêu việt khi mà Flash đã chơi quá tốt trong trận đấu này. Cỏ là người tiếp theo phải nằm xuống ở đây, thì Joy đang quẩy nhưng Joy quẩy được một người mà thôi. Và Akashi là người lấy đi cái mạng của Joy. PSman bị dí bởi thành viên bên phía Team Thái Nguyên. Akashi sử dụng hành trình siêu tốc đấm vào người của Wiz nhưng sau đó giật trở lại khi nhìn thấy Bão cũng rất khỏe có mặt ở đây. 2-3 là những gì mà Box Gaming vừa có ở khu vực đường dưới này, và ở khu vực đường giữa thì hai thành viên của họ đang lấy đi đường lính siêu cấp đầu tiên. Akashi có một tình huống lao vào ám sát một thành viên bên phía của đối phương, sau đó lùi về với một chấm máu trên người khiến cho Airi của Bão cảm thấy cực kỳ bất lực. Thậm chí bây giờ Akashi đang có ý định quay trở lại. Bão vừa làm choáng được Akashi nhưng Akashi đã hồi xong lốc trên không rồi. Bão có làm gì được hay không? Long kiếm nhưng Akashi lại tiếp tục chạy về với hành trình siêu tốc, đánh quá tốt, nhấp nhả quá tuyệt vời tới từ Akashi và khiến cho anh ta đang có KDA là 8-1. Akashi xử lý quá ảo trong tiểu đội, anh ta quyết định quay lại đánh vào người của Joy và có thêm được mạng nữa. Và thần thánh dành cho Akashi quá ảo đến từ những gì mà The Flash đang thể hiện ở trong ván đấu này, và đang là 9-1-1 cho Akashi rồi. 14 mạng hạ gục của bên phía Box Gaming thì 9 trong số đó có dấu răng của Akashi. CP đang ở đây và làm gì? Đánh solo kill cùng với Ara thì rõ ràng là thiệt rồi, nhưng có cả Wiz ở đây nữa thì Ara có lẽ sẽ phải nghĩ lại hay chăng đây. CP cùng với Whips cũng không thể làm gì được trước sự có quay đến từ Ara. Có lẽ là TTN cũng khá nóng mắt trước những tình huống xử lý đến như thế này, kiểu như thế này của Ara hay là pha có quay vừa rồi của Akashi. Nhưng Akashi đã quá tuyệt vời trong một tình huống rất dài hơi. Anh ta liên tục sử dụng chiêu thức của mình làm khó các thành viên bên phía TTN, hạ gục lần lượt. Thậm chí là trong tình huống đó thì Joy còn bị Akashi hạ gục tới 2 lần. Ở pha vừa rồi thì tới lượt CP bị chọc nhất kích tất sát đến từ Ara, và đúng là nhất kích tất sát thật. Sát luôn, và Ara cũng đã có cho mình đó là cái nanh cuối rồi, cái nanh Fenrir. Nanh đấy thì trong trường hợp mà máu dưới 50% nó sẽ tăng lượng sát thương rất lớn. Không có gì lạ khi mà trong tình huống đó thì bên phía của Team Thái Nguyên là CP đang có một lượng máu quá ít, chém một phát là nằm thôi. Ở đâu đó thì Box Akashi đã có điểm hạ gục thần thánh khi mà Joy đã nằm xuống. Con tà thần xây ra được ăn một cách quá đơn giản, và các thành viên bên phía của Box Gaming thả luôn ra con rồng khu vực đường trên và cố gắng lấy luôn đi trận đấu này hay chăng đây. Hai thành viên bên phía của Team Thái Nguyên đã nằm xuống. PSman sử dụng luyện ngục để băng vào cái trụ đang yếu máu quá nhiều. Và tôi nghĩ rằng đây là trận đấu mà Box sẽ có được chiến thắng. Có lẽ không đầy đến phút 11 là trận đấu sẽ kết thúc mà thôi, khi mà lính đang tràn vào khu vực đường giữa, lính tràn vào khu vực đường dưới. CP băng ra và hiến đi cái thân xác của mình cho 5 thành viên của bên phía Box Gaming nhậu một cách ngon lành. Bão sử dụng long kiếm chạy về không nổi nữa. Bên phía Box Gaming họ có muốn giết hết những người còn lại của Team Thái Nguyên hay không? Đây câu trả lời có lẽ là không, bởi lẽ rồng vẫn đang nhổ quá nhiều vào trụ, và cả những con xe cũng đang làm cái nhiệm vụ đơn giản của mình, đó là lấy đi trận thắng thứ hai dành cho Box Gaming ở trong trận đấu với Team Thái Nguyên. 2-0 dành cho Box Gaming, đó là những gì mà chúng ta vừa được chứng kiến ở trong ván đấu thứ hai này. Mặc dù cũng đã có được những điểm hạ gục trước đối thủ của mình,
giống như cái cách họ làm ở trong ván 1 với hai điểm hạ gục dẫn trước. Sau đó cũng có thêm những tình huống lao vào chơi khô máu đến từ TTN, nhưng cũng chỉ là một vài tình huống đem lại sự phấn khích đôi chút mà thôi. Cuối cùng thì Box Gaming cũng đã làm rất nhanh và rất gọn ván đấu này. Với tỷ số 2-0 này thì Box Gaming sẽ có được 7 điểm, ngang bằng điểm với Swing Phantom. Tuy nhiên thì họ vẫn sẽ xếp sau Swing Phantom bởi thành tích đối đầu. Thì hai đội đều có một trận thắng sau hai lượt đi và về, nhưng ở trận thắng của Box Gaming thì họ thắng 2-1, còn Swing Phantom thì họ thắng Box Gaming là 2-0. Đó là lý do mà Box Gaming sẽ đứng dưới so với Swing Phantom, đúng không? Ván đấu vừa rồi thì chúng ta cũng phải nói rằng là Akashi có ván đấu quá hay. Anh ta có lẽ với một tâm lý thực sự quá thoải mái đối đầu với Team Thái Nguyên, muốn làm gì thì làm. Có những tình huống mà máu anh ta không còn nhiều, thậm chí chỉ còn tí tẹo thôi, nhưng thay vì là trở về nhà thì với việc đè level và đè đồ rất nhiều thì tự tin quay trở lại để chơi luôn, và đã có cho mình chắc phải hơn chục điểm hạ gục trong ván đấu vừa rồi. Và tôi nghĩ rằng MP ván đấu đó sẽ không là ai khác ngoại trừ là Akashi mà thôi. Một trận ván đấu mà anh ta đã sử dụng quá hay với quân bài là The Flash của mình. Akashi là một người được đánh giá là có kỹ năng cao nhất của Team Flash theo những gì mà Box Gaming. Tôi rất xin lỗi quý vị khán giả và các bạn, nhưng những thành viên của Box Gaming họ cũng chia sẻ rằng là về mặt kỹ năng thì Akashi là người gần như là có kỹ năng cao nhất của bên phía Box Gaming rồi. Còn đây là vẻ mặt của các thành viên bên phía TTN. Những cái điều này thì chúng ta cũng đã rất quen rồi. Ván thua thứ 26 của TTN cũng không có gì khác kể từ đầu mùa giải bắt đầu cho tới giờ, vẫn là như vậy mà thôi. Vẫn là những trận thua được dự báo trước của Team Thái Nguyên, mà chưa thấy có điều gì đặc biệt cả. Ván đấu vừa rồi họ, tôi thấy rằng pick tướng không tốt, bởi vì là việc lựa chọn một đội hình không có một vị tướng nào cứng cáp theo phong cách là trợ thủ một cách tử tế thì làm sao mà có thể chơi lại được trước đó là Box Gaming. Nhìn sang những vị tướng mà Box có thì họ thực sự là có ưu thế quá nhiều ngay từ khâu ban pick rồi. Và Team Thái Nguyên họ cũng chơi với một cái tinh thần đó là lao lên và thực hiện rất nhiều những tình huống giao tranh. Nó chỉ khiến cho thực sự là việc bình luận nó hơi mỏi hơn thôi, chứ còn về mặt hiệu quả trong trận đấu thì nó gần như không có quá khó trong việc là tranh chấp với Box Gaming với một đội hình kiểu như vậy. Đây là MVP ở trong ván đấu này chắc chắn rồi, Akashi với vị tướng là The Flash. Nếu như The Flash của DC là một siêu anh hùng thì The Flash ở trong tay Akashi trong ván đấu này là một vị thần, với liên tiếp là những điểm hạ gục thần thánh đến từ The Flash ở trong giai đoạn sau. Với KDA là 11-4, rất đáng tiếc khi phải nằm xuống một lần đến từ Akashi. Lượng vàng cũng chỉ là khoảng 9.600 tiền mà thôi, khi mà ván đấu cũng còn chưa bước sang ván đấu thứ 11, nhưng điểm MVP point là rất cao với 13.4 đến từ người chơi bên phía Box Gaming. Còn với TTN, với thất bại này, thất bại thứ 26 liên tiếp của họ trong các ván đấu, thì chắc chắn là từ những tuần trước thì chúng ta cũng đã nói rồi là TTN sẽ phải xuống chơi tại đấu trường danh vọng Serie B. Và nếu như các bạn khán giả muốn đối đầu với TTN tại đấu trường danh vọng Serie B thì hãy nhanh tay đăng ký vòng loại quốc gia của đấu trường danh vọng Serie B. Và các bạn hãy nhớ rằng là vòng loại sẽ đóng cửa đăng ký vào ngày 30 tháng 4. Vâng, và đây chúng ta sẽ nhìn một chút qua về thông số của ván đấu vừa rồi. Không có quá nhiều điều đáng chú ý đâu, khi mà Akashi đương nhiên là người có lượng sát thương lớn nhất, khoảng 60.000 sát thương, chiếm 34.3% tổng lượng sát thương mà Box có được. Còn nhìn sang bên phía của Team Thái Nguyên thì người có được điểm KDA tốt nhất là Wiz. Anh ta có điểm KDA là 113, cũng đã có lượng tiền cũng khá ổn và gây ra một lượng sát thương cũng khá là tốt dành cho thành viên bên phía của Box Gaming. CP với vai trò cầm Richter trợ thủ nhưng có lượng sát thương lên đến là 38.000 sát thương, thì cũng đủ hiểu là cái sự mất cân bằng ở trong đội hình của bên phía Team Thái Nguyên nó là như thế nào ở trong ván đấu vừa rồi. Một điều mà chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán từ ngay sau khi mà khâu ban pick nó kết thúc. Đúng là như vậy, câu chuyện của TTN thì cũng không có gì mới. Còn Box Gaming thì họ đang rất vui với những kết quả của vòng thi đấu này, với việc họ giành chiến thắng trước TTN với tỷ số là 2-0. Ở trận đấu sau thì sẽ là cuộc đối đầu giữa Overclocker và Team Flash, và khi đó thì chúng ta xem rằng là Overclocker có làm nên được một ván thắng trước Team Flash giống như cái cách họ đã làm ở trong lượt đi hay không. Ở ván đấu mà Proe cùng với Gấu cũng đã có những tranh cãi rất gắt thì đó chính là ván thua trước Overclocker. Còn Box Gaming thì họ cũng sẽ cần thi đấu với phong độ cao như thế này trước đối thủ của họ ở trong vòng đấu cuối cùng là IGP Gaming, và chờ đợi Adonis sẩy chân trước đối thủ của mình để hy vọng là sẽ có được vị trí thứ hai, và chờ đợi hai đội tuyển đó là Swing Phantom cùng Adonis. Những đội nếu như Box Gaming ở vị trí thứ hai, họ sẽ ở thứ ba và thứ tư và sẽ phải cạnh tranh với nhau để tiến tới gặp Box Gaming ở vòng playoff. Đúng là như vậy, với việc là đội xếp ở vị trí thứ ba sẽ đối đầu với đội xếp vị trí thứ tư, sau đó là chọn ra đội có được chiến thắng để đối đầu với đội xếp vị trí thứ hai, và đội chiến thắng sẽ là gặp Team Flash, đội tuyển mà chắc chắn đã có được vị trí dẫn đầu, thì chúng ta sẽ có quyền được chờ đợi một vòng playoff mà sẽ là rất hấp dẫn. Với việc là hiện tại thì 8 đội tuyển ở trên bảng xếp hạng cũng có sự phân
hóa tương đối rõ ràng với sự sa sút của Overcockers ở trong mùa giải năm nay, thì dường như là cơ hội của họ để vào trong đến cái top 4 ấy, nó cũng không còn nữa. Bây giờ Overcockers đang có trong tay đó là âm 3 điểm mà Boxing Gaming đang là 7 điểm rồi. Thì có nghĩa là khoảng cách giữa hai đội tuyển đã là 10 điểm, tức là hết cơ hội vào top 4 rồi. Chắc chắn là đã hết cơ hội rồi. Hết cơ hội top 4 rồi, có nghĩa rằng top 4 sẽ chỉ là câu chuyện loanh quanh của Adonis, của Swing và của Boxing Gaming mà thôi. Và tôi nghĩ rằng Adonis với cái phong độ của họ hiện tại thì cái việc mà họ giữ được vị trí thứ hai cũng tôi nghĩ là hoàn toàn là có thể thôi. Còn Box ở vòng cuối là gặp IGP à? Box Gaming ở vòng cuối sẽ gặp IGP Gaming. Gần như là cũng sẽ có được một trận thắng 2-0. Bây giờ thì họ đang có điểm số là ngang bằng với Swing Phantom. Nhìn chung là chúng ta cũng chưa thể biết được là đội tuyển nào có thể chiến thắng, với cái việc là một trận thắng có cộng thêm một điểm và chỉ một thất bại thôi thì cũng sẽ bị trừ mất đi một điểm rồi. Và những bất ngờ ngoại trừ Team Thái Nguyên ra thì các đội tuyển khác đều sẵn sàng có thể dành cho để ngáng đường những đội tuyển top trên. Nó sẽ mang đến những sự hấp dẫn mà chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi ở trong những vòng đấu cuối này. Nhận xét một chút về ba đội đang cạnh tranh nhau ở vị trí thứ hai, Swing Phantom, Adonis và Box Gaming, thì anh Sơn cảm thấy là đội nào sẽ có cơ hội nhiều nhất để tiến tới trận chung kết đối đầu với Team Flash sau vòng playoff? Tôi thì tôi thấy rằng cái sự ổn định hiện tại, Swing Phantom là đội khá ổn định, họ luôn có một cách chơi ổn định ở trong cả một mùa giải. Nhưng nếu nói về điểm rơi và phong độ thì tôi nghĩ rằng Adonis đang là đội có cơ hội nhiều nhất. Về mặt cá nhân tôi cũng thích cái cách chơi của Adonis nhất, với việc là họ có trong tay đó là những người chơi có tạo ra sự đột biến cao, như chẳng hạn là Lucy hoặc là Đồng Năm. Thì đó là cái nhận định của tôi về việc là tôi nghĩ rằng Adonis sẽ có cơ hội nhiều hơn khi đối đầu với cả Box Gaming và khi đối đầu với cả Swing Phantom trong trận đấu ở vòng playoff. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã có được kết quả của trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ hai, vòng thi đấu thứ 13, vòng áp chót của đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 này. Một trận đấu cũng không có quá nhiều những sự bất ngờ, với việc là Box Gaming có chiến thắng với tỷ số là 2-0 trước Team Thái Nguyên. Và đến đây phần bình luận của chúng tôi trận đấu đầu tiên cũng đã kết thúc. Quý vị các bạn hãy đừng rời khỏi màn hình, bởi ngay sau đây sẽ là trận đấu thứ hai, một trận đấu cũng rất đáng chú ý giữa Overcockers sẽ đối đầu với Team Flash.